Thân chào các em học sinh khối 8. Tiết học trực tuyến ngày hôm nay, cô sẽ ôn tập những kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ học kỳ 2 sắp tới. Nội dung ôn tập gồm hai phần: phần 1 lý thuyết, phần 2 bài tập. Các em đã học chương cơ học và chương nhiệt học rồi, cho nên sau mỗi một câu lý thuyết, cô sẽ có một câu ví dụ đơn giản để các em hiểu rõ về phần lý thuyết hơn. Sang phần bài tập, chúng ta tính hai đại lượng, đó là công và công suất. Chúng ta đi vào chủ đề 1, công, công suất. Câu hỏi thứ nhất, khi nào có công cơ học, công thức tính công? Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển rời. Công thức tính A bằng F nhân S. Các em chú ý, trong tờ ôn tập rất đầy đủ, vì vậy tiết học ngày hôm nay cô chỉ nêu những nội dung chính thôi. Để hiểu rõ khi nào có công cơ học, các em đi vào ví dụ 1. Trường hợp quả bóng rổ được ném lên cao, gió thổi vào tòa nhà, vậy trường hợp nào có công cơ học, trường hợp nào không có công cơ học? Vậy để biết được có công cơ học hay không, chúng ta xem có lực tác dụng hay không và vật có được di chuyển không. Quả bóng rổ được ném lên cao, trường hợp này có lực tác dụng làm vật di chuyển lên cao, vậy có công cơ học. Gió thổi vào tòa nhà có lực tác dụng của gió nhưng tòa nhà không di chuyển, vậy không có công cơ học. Sang câu hỏi thứ hai, công suất là gì? Công thức tính công suất. Công suất chính là công thực hiện được nhưng trong một đơn vị thời gian, cụ thể đó là một giây. Công thức tính P bằng A chia T. Ví dụ, công suất của máy bơm thứ nhất là 300W, của máy bơm thứ hai là 500W. Vậy rõ ràng máy bơm thứ hai làm việc khỏe hơn vì có công suất lớn hơn. Vậy đại lượng công suất người ta đưa ra để cho chúng ta biết được máy nào hoặc người nào làm việc khỏe hơn, nhanh hơn. Câu 3, phát biểu định luật về công. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. Với câu hỏi này, chúng ta rất là dễ mất điểm do các em quên từ bao nhiêu lần và bấy nhiêu lần. Trong bài kiểm tra một tiết vừa rồi, những bạn nào quên không viết những chữ đó thì bạn chỉ được nửa số điểm của câu hỏi đó. Khi sử dụng các máy cơ đơn giản để đưa vật lên cao thì ta được lợi về công không? Được lợi về lực hay lợi về đường đi? Ở lớp 8, chúng ta tập trung vào hai loại máy cơ đơn giản, đó là ròng rọc và mặt phẳng nghiêng. Người thợ xây đã sử dụng ròng rọc cố định và ròng rọc động để đưa vật lên cao cho dễ dàng hơn. Con dốc, đường đèo hoặc tấm ván đặt nghiêng ở trước cửa nhà để dắt xe máy vào trong nhà, đó là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng. Khi dùng ròng rọc hoặc mặt phẳng nghiêng đưa vật lên cao, ta đều không được lợi về công mà ta chỉ lợi về lực do bị thiệt về đường đi. Câu 4, cơ năng là gì? Kể tên các dạng của cơ năng. Có một số em rất hay nhầm lẫn câu hỏi cơ năng là gì với câu hỏi công cơ học là gì, bởi vì nó có chữ khả năng, có chữ thực hiện công. Các em chú ý điều đó nhé. Khi vật có khả năng thực hiện công, ta nói vật có cơ năng. Các dạng của cơ năng có hai dạng, đó là thế năng và động năng. Thế năng bao gồm hai loại, thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi. Định nghĩa từng dạng cơ năng đã có trong tờ ôn tập. Đi vào ví dụ 1, cơ năng của các vật sau đây thuộc dạng cơ năng nào? Trái banh đang lăn trên sân cỏ, do trái banh đang chuyển động nên cơ năng của nó thuộc dạng động năng. Sợi dây cao su bị kéo giãn, do sợi dây đang bị biến dạng đàn hồi nên cơ năng của nó thuộc dạng thế năng đàn hồi. Bóng đèn treo trên trần nhà, do bóng đèn đang ở trên cao cho nên cơ năng của nó thuộc dạng thế năng trọng trường. Người phi công đang nhảy dù, người phi công đang ở trên cao và người phi công đang chuyển động, vậy cơ năng của người đó có hai dạng thế năng trọng trường và động năng. Để hiểu rõ xem thế năng trọng trường phụ thuộc vào yếu tố nào, thế năng trọng trường phụ thuộc vào yếu tố đó là độ cao và khối lượng. Chúng ta đi cụ thể vào ví dụ 2. Một em bé đang chơi xích đu có độ cao lớn nhất ở vị trí A và C. Chọn B là mốc để tính độ cao, có nghĩa là HB bằng 0. So sánh thế năng của em bé tại các vị trí A, B, C. Do cùng một vật cho nên khối lượng không đổi. Vậy ta chú ý tới độ cao của em bé tại các vị trí A, B, C.
Ta thấy ở vị trí A và C có cùng độ cao, vị trí B có độ cao thấp nhất, cho nên thế năng của em bé tại vị trí A bằng thế năng tại C và lớn hơn thế năng tại vị trí B. Sang ví dụ 3, ta sẽ xem động năng phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là khối lượng và vận tốc. Vậy một chiếc xe taxi và một xe container chạy trên cùng một đường thẳng với vận tốc là 30 km/h. Vậy so sánh động năng của hai chiếc xe, rõ ràng với cùng vận tốc nhưng xe container có khối lượng lớn hơn xe taxi, cho nên động năng của xe container lớn hơn. Bây giờ chúng ta sang chủ đề 2, cấu tạo chất truyền nhiệt. Câu hỏi số 5, các chất được cấu tạo như thế nào, nguyên tử phân tử đứng yên hay chuyển động? Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ bé riêng biệt gọi là nguyên tử phân tử. Giữa các nguyên tử phân tử có khoảng cách, các nguyên tử phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng. Vận dụng điều đó, chúng ta trả lời sang câu hỏi số 6, cá muốn sống được thì phải có không khí. Nhưng ta vẫn thấy cá vẫn sống được trong nước mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều. Vì giữa các phân tử nước có khoảng cách nên các phân tử không khí bên trên chuyển động xuống phía dưới, xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước. Nhờ đó, trong nước có không khí, cá mới sống được. Sang câu 7, nhiệt năng của vật là gì, nhiệt lượng là gì? Nêu những cách làm thay đổi nhiệt năng của vật. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật đó. Rõ ràng, bất kỳ vật nào cũng phải có nhiệt năng, do vật nào cũng được cấu tạo từ các phân tử. Còn nhiệt lượng chính là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật, đó là thực hiện công và truyền nhiệt. Ví dụ cụ thể về hai cách làm thay đổi nhiệt năng. Ví dụ thực hiện công. Người cổ đại lấy lửa bằng cách cọ sát hai viên đá vào nhau, viên đá nóng lên, nhiệt năng tăng lên do cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Còn ví dụ về truyền nhiệt. Dùng khăn chườm mát để hạ sốt khi cơ thể bị sốt. Vậy, một lúc sau, cơ thể sẽ bớt nóng, nên nhiệt năng cơ thể bị giảm do cơ thể chuyển nhiệt năng sang khăn. Câu tiếp theo, kể tên các hình thức truyền nhiệt. Ví dụ, một chiếc nồi bằng nhôm đang chứa nước đặt trên bếp để đun. Hãy chỉ ra hình thức truyền nhiệt chủ yếu của ngọn lửa với đáy nồi và nắp nồi, ngọn lửa tới nước bên trong nồi, thành nồi với không khí xung quanh. Câu trả lời, có 3 hình thức truyền nhiệt, đó là dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt. Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của ngọn lửa với đáy nồi và nắp nồi, đó chính là dẫn nhiệt, do những vật này là vật rắn. Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của ngọn lửa tới nước bên trong nồi, đó là đối lưu, do nước bên trong nồi nó là chất lỏng. Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của thành nồi với không khí xung quanh, đó chính là bức xạ nhiệt. Câu số 10, cho các chất sau đây, thủy tinh, nhôm, nước, không khí. Hãy cho biết hình thức truyền nhiệt chủ yếu qua các chất trên là gì. Nếu cần một chất dẫn nhiệt tốt nhất, em sẽ chọn chất nào trong các chất trên? Giải thích. Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của thủy tinh và nhôm đó chính là dẫn nhiệt vì nó là chất rắn. Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của nước, không khí đó là đối lưu. Trong các chất trên thì nhôm dẫn nhiệt tốt nhất vì kim loại dẫn nhiệt tốt. Chúng ta kết thúc phần thông hiểu và nhận biết ở đây. Phần bài tập. Bài tập số 1. Một ô tô chuyển động với lực kéo 2000 N đi được quãng đường 9 km trong 10 phút. Câu A, tính công và công suất của động cơ. Câu B, nếu tăng lực kéo lên 1,5 lần thì vận tốc của ô tô giảm 1,2 lần. Tính công suất của động cơ lúc này với quãng đường đi không thay đổi. Ta ghi tóm tắt đầu bài. Vậy thì muốn tính công, ta phải dựa vào công thức A bằng F nhân S. Các em chú ý đổi đơn vị của quãng đường sang đơn vị mét và đơn vị thời gian sang đơn vị giây. Áp dụng công thức A bằng F nhân S. Thay số vào, ta tính được công thực hiện của động cơ bằng 18 triệu Joule do lấy 2000 nhân với 9000. Từ giá trị công thực hiện, ta tìm được công suất. Công suất của động cơ áp dụng công thức P bằng A chia T. Ta lấy A bằng 10,
8 triệu joule chia cho thời gian là 600 giây, đáp số là ra 30.000 W. Sang câu B, do có sự thay đổi về lực kéo tăng 1,5 lần. Ta tính lực kéo của động cơ lúc sau, lấy 1,5 x 2.000 bằng 3.000 Newton. Còn vận tốc của xe lúc sau thì giảm đi 1,2 lần. Vì vậy ta phải tìm vận tốc của xe lúc đầu, áp dụng công thức vận tốc bằng quãng đường chia thời gian. Ta lấy 9.000 chia cho 600, ra vận tốc lúc đầu là 15 m trên giây. Vậy vận tốc lúc sau ta sẽ lấy 15 chia 1,2 và bằng 12,5 m trên giây. Vậy ở đây ta thấy có lực và có vận tốc thì chúng ta hãy nhớ tới công thức P bằng F nhân V. Nhưng vì công thức này muốn sử dụng được chúng ta cần phải chứng minh. Thành ra các em phải nhớ cách chứng minh công thức này. Ta có P bằng A chia T mà A bằng F nhân S. Do đó thế và công thức ta sẽ chứng minh được P bằng F nhân V. Chú ý trong công thức này đơn vị của vận tốc phải là mét trên giây. Vì vậy ta chỉ cần áp dụng công thức P bằng F nhân V, ta rất dễ dàng tính được công suất của động cơ lúc sau. Lấy 3.000 là lực kéo lúc sau nhân tới vận tốc lúc sau là 12,5, ra 37.500 W. Sang bài tập 2, một đầu tàu kéo một đoàn tàu chuyển động thẳng đều từ ga A tới ga B trong thời gian 15 phút với vận tốc là 16 m trên giây. Động cơ của tàu hoạt động với công suất là 240 kW. Biết rằng lực kéo của đầu tàu không đổi trong suốt quá trình chuyển động, hãy tính công mà đầu tàu thực hiện và lực kéo của đầu máy. Trước tiên ta cũng ghi tóm tắt đầu bài. Hãy đổi đơn vị thời gian 15 phút sang đơn vị giây bằng cách nhân với 60. 15 x 60 bằng 900 giây. Đổi đơn vị của công suất từ kilowatt sang watt bằng cách nhân 1.000. Ta lấy 240 kilowatt nhân thêm 1.000 bằng 240.000 watt. Đối với bài 1, ta tính công thực hiện, ta dùng công thức A bằng F nhân S. Nhưng đối với bài 2, ta không thể sử dụng công thức đó được vì lực kéo và quãng đường chưa có. Vậy ta hãy sử dụng công thức khác. Dựa vào công thức tính công suất P bằng A trên T, ta có thể tính được công thức tính công bằng cách suy ra A bằng P nhân T. Lấy 240.000 W nhân với 900 giây ra 216 triệu joule. Từ đó, muốn tìm được lực kéo thì ta phải dựa vào công thức A bằng F nhân S. Nhưng mà do quãng đường chưa có, ta phải đi tìm quãng đường dựa vào công thức của học kỳ 1 mình học, S bằng V nhân T. Lấy 16 x 900 bằng 14.400 m. Do đó muốn tìm lực kéo, ta suy ra F bằng A chia S bằng 216 triệu joule chia cho 14.400 m, đáp số ra 15.000 N. Các em chú ý với mỗi bài cô đưa một dạng cách tính công khác nhau. Bài 3, một máy bơm nước bơm một lượng nước là 45.000 kg, tương đương với 45 mét khối nước từ mặt đất lên các bồn nước đặt trên tầng thượng của tòa nhà chung cư cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,2 mét trong thời gian là 1 giờ. Tính công thực hiện và công suất của máy bơm. Trước tiên chúng ta cũng ghi tóm tắt. Nhớ độ cao, người ta mới cho là độ cao 1 tầng. Chúng ta phải tìm độ cao của 10 tầng, lấy 3,2 x 10 bằng 32 mét, đổi thời gian T bằng 1 giờ, sẽ đổi sang giây bằng 3.600 giây. Muốn tìm được trọng lượng của vật, ta dựa vào công thức V bằng 10m, lấy 45.000 kg nhân 10 ra 450.000 N. Ở bài 3, ta lại tính công bằng công thức khác với bài 1 và bài 2. Đó là khi nâng vật lên cao thì ta dựa dùng vào công thức A bằng P nhân H. Ta lấy 450.000 nhân 32 ra 14.400.000 J. Từ công thực hiện này, ta rất dễ dàng tìm được công suất của máy bơm. Áp dụng công thức P bằng A chia T, lấy 14.400.000 chia cho 3.600, đáp số là 4.000 W. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Các em về nhà học và làm bài trong tờ ôn tập
Chúc các em ôn tập tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Thân chào các em.